tình nguyện nhất để mùa 2019, giá vé là 299k. Hiện tại thì em đang có mặt tại hải sản tươi sống là nhà hàng đầu tiên và duy nhất có buffet của xe bộ. Nhà hàng Hương Long mang đến cho thực khách những gì tinh túy nhất của khả năng đến từng món ăn của quý vị. Bên cạnh đó, nhà hàng còn có tổ chức bắn pháo hoa vào lúc 20 giờ tối thứ bảy và chủ nhật thứ bảy. Và là nhà hàng giá vé là 100% lấy từ thay đấy, một to đấy. Quầy chế biến sẵn nướng. Trứng nướng à? Dùng liên tục hay cả đời luôn. Cảm ơn anh. Em quay gần thế này, quay trực tiếp này rất là to nhá, cua to lắm chứ không bé luôn. Thank you.
tươi sống xong rồi tươi hấp. Cái này mở ra được tôi không ngon lòng. Tôi xin này con ngao phải hết rồi đi, con ngao chưa? Ăn được mực sống không? Ở à, đâu? Nhưng mà mực phải mực câu cơ. Hai biển. Hai biển. À, được. Ăn bao giờ đâu? Giờ là 7 giờ. Giờ vẫn tiếp tục vào đông như thế này. Sợ chưa? Giờ là 7 giờ đấy. 7 giờ tối rồi đấy. Càng ngày càng đến đông. Quay hải sản. Em thích ăn con ngao này. Đối diện đảo đều, cách mặt biển bãi cháy chỉ 15 phút. Đang bị các xe toàn mặt.
5 phút nữa là ở đây bắn pháo hoa. Em ra em chờ sẵn bắn pháo hoa để em quay cho cả nhà mình cùng xem ạ. Cả nhà mình cùng ra xem bắn pháo hoa với em nhá. Nhà hàng Las Vegas truyền thông báo nhà hàng sẽ có màn biểu diễn pháo hoa sau 5 phút nữa. Nhà hàng xin mời tất cả quý khách ra sân để xem màn trình diễn pháo hoa của nhà hàng. Xin cảm ơn quý khách. Mọi người đang ra, ra ngoài chờ để xem bắn pháo hoa. Ăn xong là mỗi người một que kem. Trên kia là tầng 2 của quán. Kín lịch, kín bàn nhé. Đây cũng đang như bàn bắn bửa. Chuẩn bị bắn pháo hoa, mọi người chờ xem. Thank you.